Chào mừng các bạn đến với cơ khí tự động Funat. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cổng lúa tự động hay còn gọi là cổng trượt tự động. Cổng tự động sử dụng mô tô trượt là một loại cổng tự động được thiết kế để mở và đóng tự động bằng cách sử dụng một mô tô để đẩy cổng di chuyển theo một hệ thống dây trượt. Điều này giúp cổng mở và đóng một cách tự động. Cổng sử dụng mô tô trượt thường di chuyển theo một hướng ngang theo đường trượt được cài đặt trên mặt đất, có thiết kế hiện đại và phù hợp với nhiều loại kiến trúc khác nhau. Cổng trượt tự động sẽ có một hệ thống điều khiển từ xa, các bạn có thể mở và đóng cổng một cách dễ dàng. Bạn muốn ngôi nhà của mình trở nên hiện đại và thông minh thì cổng tự động là một giải pháp hiện đại mà bạn không thể bỏ qua. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.